Hello, Duy Nguyễn xin thân ái chào toàn thể cả nhà nha. Ngày hôm nay thì Duy Nguyễn sẽ hát để test qua một dàn âm thanh karaoke gia đình. Thì đây là mình sử dụng vang số TE-201 Pro. Đó. Và micro là E3Q16. Loa ở đây là mình sử dụng loa Ati. Đó, cho nên là chúng ta sẽ không cần men. Cặp Ati này là 2 tấc 5, mỗi một con là công suất 350W, cực đại 600W. Và sub ở đây là chúng ta xài sub 30, sub của BF Audio. Rồi, bây giờ mời cả nhà cùng nghe bài test âm thanh của mình. Mời cả nhà nghe bài hát Đêm Lao Sao nha. Cái dít chỉnh nó mất tiêu rồi ta. Bài này là mình sẽ tăng một cái xíu vần. Hello, 1, 2, 6. Đêm đông lao xa, đêm đông nhớ chỉnh được EQ
hoàn toàn bên ngoài. Reverb, delay, echo chúng ta có thể chỉnh được bên ngoài luôn. Đó, tuy là vang số nhưng hoàn toàn có thể chỉnh được bằng mic bên ngoài các bạn. Đó. Và chúng ta có thể gọi nôm na nó là vang số nhưng mà lai cơ chứ không phải là vang cơ lai số nha các bạn. Đó, thì mình sẽ giải thích đơn giản một câu thôi. Vang cơ lai số là sao? Có nghĩa là nó sẽ là vang cơ nhưng mà nó có reverb thì chúng ta gọi là vang cơ lai số. Nhưng con này đặc chủ đó là vang số nhưng mà nó lai cơ là chúng ta có thể ngoài chỉnh trong máy tính chúng ta vẫn có thể chỉnh bằng vít bên ngoài. Giả sử như là từ cái echo bây giờ Duy Nguyễn nè các bạn. Duy Nguyễn sẽ giảm cái độ dài của echo. Đây. Alo 1 2 6 7 9 10. Alo, alo 1 2 6 7. Đó, là Duy Nguyễn hoàn toàn có thể chỉnh được bên ngoài luôn. Và cái effect echo delay nè. Đó. Alo 1 2 6 7. Alo 1 2 6 7. Là chúng ta hoàn toàn chỉnh được bên ngoài luôn mọi người. EQ cũng vậy, EQ của giọng hát và EQ của nhạc thì ở đây nó sẽ hiển thị các băng tần ra. Đây, 75, 134, 400, 1K, 2K5, 6K, 10K. Đó, EQ nó là đủ dãy tần cho chúng ta có thể tinh chỉnh rất dễ dàng. Bây giờ mình sẽ quay gần lại cho mọi người xem. Sẽ quay gần lại nha. Đây các bạn thấy rõ không? Đó. EQ ở đây ha, 75, 134, 400 ha. À, ở dưới cũng vậy, mic ha, music ha. Micro, music, reverb, echo đầy đủ hết. Đó. Tinh chỉnh được hoàn toàn ở đây, còn bên đây là để can thiệp sâu vô nữa nè, thấy không? Limit, bên đây nó có limit luôn nè, ha. Đầy đủ, hiển thị nó bên ngoài luôn. Sub nè, sub chúng ta có thể chỉnh được ở đây luôn. Đó. Tức nghĩa là những cái yếu tố nào quan trọng là nó đưa hết ra đây luôn mọi người. Các bạn thấy nó khá ok chưa? Nói chung là con sub cái con vang này là cái con mà gọi là mic có cho lọt xuống sub hay không nè, là mình không cho lọt xuống ha. Không, các bạn thấy không? Nó rất là đầy đủ tính năng. Không thiếu bất kỳ gì chống hú nè. À, chúng ta có thể tắt tính năng chống hú luôn. Nếu mà tắt chống hú thì mình hát reverb nó sẽ bay hơn ha, sẽ bay hơn nữa. Hiện tại thì mình tắt chống hú luôn rồi, nhưng mà nó vẫn không hú. Vẫn không hú nha, rất tốt. Rồi. Và các bạn đặc biệt quan tâm tới sản phẩm vang số này và bộ micro này thì có thể liên hệ số hotline bên trên màn hình để Duy Nguyễn sẽ tư vấn cho mọi người, báo giá, tham khảo các thứ nha. Bây giờ xin phép chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui khỏe.